Đây đây. Vâng, xin chào đón quý vị và các bạn trở lại video mà trên kênh Bonsai Chân Sự Thực Hiện. Hôm nay tôi trở lại nhà anh Dần tại Ứng Hòa, Hà Nội. Anh thì cũng là do mưu sinh cuộc sống nên là anh công tác làm việc ở bên Đài Loan, và dịp này anh về thì anh rất là đam mê, mặc dù là ở bên nước bạn nhưng mà anh vẫn theo dõi kênh Bonsai Tiến Sự và vẫn thường xuyên Tiến Sự lên chỉnh sửa cho anh. Hôm nay thì về quê thì anh có đưa hai cái phôi này về và kết hợp Tiến Sự sẽ làm cho anh. Bây giờ mời anh Dần sẽ ra. Xin chào anh, đứng đây, anh đứng đây tí. Em yêu cây trên cả nước nhé. Và chào đội ngũ của anh Tiến Sự đã lên giúp cho làm cho tôi mấy thế là, một số cây. Vâng, thế là anh về thì thời gian này được bao lâu ạ? Tôi về được có 20 ngày thôi. 20 ngày. Thời gian nó cũng ít quá. Nghe nói là khi về thì anh có mang một số cây hoa giấy ở bên Đài Loan về đúng không ạ? Có, tôi cũng mang mấy cây về, nói chung là cũng là về cái nó ngấm vào máu thôi, chứ làm nào được. Tôi cũng mang về để chơi cho nó vui thôi. Thế còn... thì anh mang về qua sân bay thì có ảnh hưởng gì không? Nói chung là cũng không có vấn đề gì ấy lắm. Nó mang qua thì cũng phải có qua một số khâu là... Họ tính cước như nào không? Cước thì không ngại, nhưng ngại nhất về các cái giấy chứng nhận về của nhà nước. Đó lại là cây mua chứ không phải cây. Ok. Cũng không vấn đề gì cả. Mặc dù là công việc của anh bên nước bạn cũng khá là vất vả, nhưng mà với cái đam mê thì anh vẫn hướng về sau này... về quê thì sẽ chăm sóc cây cảnh cũng như ao cá. Đúng đấy, rồi, đây là cái đam mê của con người. Vườn cây để gọi là cái tuổi già bế cháu ra ngắm cây cho nó. 6-7 năm, 50 năm nữa thì chúc anh sức khỏe và thành công. Thưa quý vị các bạn, tôi lại tiếp tục cho anh em thực hiện. Phía sau là một cây hoa giấy. Ngoài ra anh còn một số cây sung trong nhà cũng rất đẹp. Cây sung kia ra quả rồi nhỉ? Ra hết rồi, cây nào cũng ra quả. Okay. Bây giờ cái này thì chúng tôi sẽ lọc bớt rễ đi. Các cái rễ gió, rễ giếc thì lọc đi để cho nó lộ trời cốt thôi các bạn nhé. Các bạn nhìn nó đang bị nặng ở phía trên và rất khả năng là tôi sẽ cắt đóng xuống dưới. Các bạn nhìn sau khi nó nghiêng thì tôi sẽ dựng đứng lên thì được rồi, bỏ ra đi. Dựng đứng lên. Và tôi sẽ cắt cái đoạn này và tôi sẽ đóng vào đây các bạn nhé, để sau này nó sẽ thành một cây đầm lùn. Bởi vì nếu mà ta để này thì cái đoạn này nó thắt. Và cái đoạn này nó lên trên này nó có chạc, nó sẽ trẻ ra to quá. Thì đây khu vực này. Khu vực này có cái này là dễ em ạ. Dễ hay cành? Dễ nó bông rồi. Đây cái cốt chính của nó quá tí đây. Rửa
chỗ này này. Bây giờ ngả nó ra mà cắt. Lấy thạch bi ra. Đây, đỡ cái này này. Mình mở mạch. Rồi, lái về đây. Cho đẩy về này. Cái này cho ba cái sát vào cái rễ này để chốt. Xích để mày nhá. Xích lại. Hướng về như thế nào? Xích rễ. Rồi cái nào? Không, lúc nãy đẹp mà. Đẩy cái đít vào. Đấy. Rồi, đấy. Được rồi. Để vậy thì chém ra đi. Đâu? Đây. Đấy, cho ra đi xong lại cứ thế thôi. Nhớ chỗ chưa? Thế thì chém cái này cho nó khỏe, để cái đấy cho nó khỏe. Chém cái bên này. Cái dễ này là ngày sau cũng cắt đi mà. Rồi. Không, ngả vừa thôi, à, đứng vừa thôi, đấy. Rồi ra đi. Rồi ra đi. Tí rồi nó lại hở thì nó không đẹp. Đấy, nó có cái này nó đỡ nó đẹp rồi. Tâm đấy. Vâng, quý vị các bạn nào theo dõi, chúng tôi đã do nó nặng đầu, hai nữa là nó bị thắt cái chỗ này, cho nên là chúng tôi quyết định cắt ghép các bạn nhé, cắt ghép. Bây giờ thì nó còn có cái rễ này, nhìn nó chưa được đẹp, nhưng mà tôi đang phải mượn nó để cho chúng ta đóng đinh, chốt đinh các bạn nhé, chốt đinh và sau này nó khỏe rồi thì hai bên nó cấu kết rồi thì tôi sẽ bỏ cái rễ này đi, thì cái thân này nó sẽ có cái độ trường thân và nó sẽ đẹp hơn. Thì đây chúng ta có một đầu, hai đầu. Đây tiếp tục đằng sau và đây sau này sẽ dựng một cái đầu vào chỗ này. Đó, đây tiếp nữa. Rồi,
À, chủ nhân ở đây nào, chuẩn bị khênh vào vị trí nào. Xem ngắm lại xem có được chưa nào. Đây, mời anh ngắm đi. Ngắm đi rồi cho ý kiến không vậy? Thưa quý vị các bạn, đây là anh Dần. Tại đây là xã gì Ứng Hòa? Ừ, Hòa Lâm. Hòa Lâm à? Hòa Lâm. Tưởng là Hòa Lâm. Hòa Lâm Ứng Hòa các bạn nhá. Đó. Thì sau này, tức là sau này nó khỏe thì mình sẽ bỏ cái rễ này đi. Bây giờ đang mượn để chốt đinh. Đó, để chốt đinh. Sau này bỏ đi thì cái vách này nó sẽ đẹp. Đó, nhìn thấy không? Đây cái vách này. Tức là cái này nó gắn kết với cái này, nó hòa vào, nó thành một cái vách, nó có độ bề thế. Và đây sau có một ngọn ra đây này. Một ngọn, hai ngọn này. Ba ngọn này, bốn này, năm này. Đó. Nó có năm đầu. Đây. Đây. Bây giờ thì ta sẽ... Cái cành ghép này các bạn lưu ý là chúng ta ủ cát là gần như là đạt các bạn nhé. Ủ cát các bạn nhé. Ủ cát lên tầm... hiện nay thì chúng ta phải ủ lên khoảng 20-25 phân. Chứ mà chỉ một tí ở dưới thì không đạt các bạn nhé. Sẽ ủ xong bắt đầu là chúng ta chùm túi bóng kín. Cứ chùm kín là tự nó bốc mồ hôi nó ra mầm thôi. Còn nếu mà chúng ta bỏ ra với cái ngoài thời tiết của miền Bắc này là nó sẽ bị khô luôn. Rồi, chủ nhân có ý kiến gì không? Vâng, cũng rất là ưng ý. Cũng là cảm ơn đội ekip bonsai của Tiến Sự đã tạo tác cho cái phôi. Phôi rất là ưng ý đó. Quá là tuyệt vời. Rồi, chúc cho anh cứ yên tâm ở Đài Loan. Rồi, thưa quý vị các bạn, tôi sẽ kết thúc video và trước khi kết thì quay gần lại cho các bạn xem một chút. Và cảm ơn các bạn theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự và xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong một video sau. Và chúng ta hãy cùng hưởng ứng trong mùa World Cup này với những các đội bóng mạnh nhất trên thế giới. Và chúng ta hãy dành thời gian nhưng mà cũng không bỏ quên công việc, quên nhiệm vụ các bạn nhé. Cho bạn đồ vào không ướt.